Hôm nay ngày 9 tháng 9, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa mùa và tiêu thoát nước, bảo vệ cây trồng sau ảnh hưởng của bão số 3 tại huyện Hà Trung. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các xã Yến Sơn, Hà Long và Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Báo cáo từ Ủy ban nhân dân huyện cho biết, đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn đã tăng cường nhân lực, máy móc và thiết bị để thu hoạch hết diện tích lúa đã chín. Ở những vùng trũng thấp, các đơn vị thủy nông đã tập trung bơm tiêu và khơi thông dòng chảy. Huyện Hà Trung hiện có trên 70 hectare lúa bị nao đổ. Các địa phương đang đôn đốc nông dân bó rựng, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Huyện đã huy động hơn 60 máy gặt và nhiều máy tuốt lúa đến tận chân ruộng để giúp nông dân thu hoạch, bảo quản lúa. Đoàn công tác đề nghị huyện Hà Trung, ngoài việc khẩn trương thu hoạch lúa và tiêu úng, cần lưu ý đến vùng cây ăn quả như ổi, dứa và hoa màu đang thời kỳ thu hoạch, tiến hành thống kê cụ thể, xác thực những thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão để kịp thời khắc phục. Chuẩn bị là lại hình thành một cơn bão tiếp theo, cơn bão số 4 đang ở ngoài vịnh, ngoài vùng biển Philippines. Do vậy là phải khẩn trương trong những cái ngày mà đang còn chưa bão chưa đến thì tập trung mọi nhân lực, nguồn lực, rồi các địa phương là phải chỉ đạo bám sát đồng ruộng để chỉ đạo các địa phương để khẩn trương thu hoạch. Đề nghị với các công ty thủy nông của tỉnh ấy là phải tháo kiệt nước để cho lúa nó cứng cây và để làm sao là lúa không đổ bão. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, mực nước sông Lèn tại Hà Trung vẫn đang dâng cao. Huyện cần tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản tại những khu vực bị ảnh hưởng, có kế hoạch vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, kênh mương, trạm bơm và các cống tiêu, không để xảy ra sạt vỡ hồ đập, ngập lụt đường giao thông.